Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ điểm mặt 6 cái thói quen xấu khiến cho chị em giảm béo mãi nhưng không thành. Nhiều người thì vẫn hay thắc mắc là tại sao mà mình tập hùng hục, tập rất là lâu trong thời gian dài mà cân nặng của mình thì không hề thay đổi. Thật ra là do bản thân không bỏ được những cái thói quen xấu mà mình sắp sửa nêu ra đây. Có những thói quen mà tưởng rằng vô hại nhưng thực ra nó lại góp phần không nhỏ trong cái việc mà làm cho vóc dáng của mình không thể cải thiện được. Trước hết là phải kể đến cái thói quen loại bỏ chất béo ra khỏi khẩu phần ăn của mình. Nghe thì hết sức vô lý nhưng mà mình sẽ chứng minh để cho các bạn thấy việc mà chúng ta loại bỏ chất béo ra khỏi thức ăn khiến cho cái việc chúng ta thèm ăn nhiều hơn, từ đó mà chúng ta sẽ nạp thực phẩm nhiều hơn so với bình thường. Cái việc mà loại bỏ chất béo từ sữa khiến cho cơ thể chúng ta bị giảm cái khả năng hấp thụ vitamin A, D và canxi cho cơ thể. Cái thói quen tiếp theo mà các chị, các anh dân văn phòng mắc phải rất là nhiều đó là ngồi lì một chỗ mà không đứng dậy. Thông thường thì cái việc chúng ta ngồi làm việc trong văn phòng rất là lâu, cả một ngày mà không đứng lên ấy, thì cái việc ngồi lâu và béo phì có liên quan đến nhau mà được rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rồi. Chính vì thế khi mà ngồi làm việc trong vòng khoảng 60 đến 90 phút thì mọi người có thể đứng lên, đi lại hoặc là vận động, vươn vai khoảng 2-3 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc của mình. Tiếp theo, một cái thói quen rất là quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh cho tất cả mọi người đó là chúng ta nên uống đủ nước và uống nhiều nước mỗi ngày. Đầu tiên là nó sẽ tốt cho tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Sau đó thì với các chị em phụ nữ thì uống nhiều nước sẽ khiến cho da chúng ta căng và đẹp hơn. Và việc uống đủ cái lượng nước theo quy định mỗi ngày là 2 lít nước sẽ giúp đẩy nhanh cái hiệu quả giảm cân vì nó đốt cháy được nhiều calo hơn. Cái thói quen tiếp theo đó là việc ngủ không đủ giấc. Thì đối với mình, cái việc này nó vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình. Đầu tiên là cái việc mình ngủ không đủ giấc thì hôm sau mình đi làm hay là đi học mình sẽ cảm thấy buồn ngủ và rất là mệt mỏi. Cái công việc để mà mình thực hiện trong ngày hôm đó có thể là sẽ bị trì trệ hoặc là mình sẽ làm cái công việc đấy với một cái phong thái uể oải. Và cái việc thiếu ngủ cũng khiến cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm hơn. Vì thế nên là chúng ta hãy nghe lời khuyên của các chuyên gia, ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Một thói quen tiếp nữa đó là cái việc bị phân tâm trong bữa ăn. Trong bữa ăn thì nên tập trung vào việc ăn uống. Cái điều này sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái lượng thức ăn tốt hơn và chúng ta ăn cũng được ngon miệng hơn. Nếu mà chúng ta không tập trung vào bữa ăn thì có thể là chúng ta sẽ ăn nhiều hơn. Cuối cùng là một cái thói quen cực kỳ xấu đối với sức khỏe của mỗi người, đó là đi nhậu. Rượu bia thì như các bạn đã biết, nó luôn là một cái thực phẩm, cái đồ uống mà có hại cho sức khỏe. Đối với dân tập gym, tập thể hình ấy, thì nó lại càng xấu. Các bạn biết rồi, chỉ cần uống một ngụm rượu thôi thì tất cả các cái công sức mà mình luyện tập bao lâu ấy sẽ bị phá hết. Rượu là một cái chất mà nó có thể phá cơ cực mạnh và nhiều người đàn ông hiện nay thì các bạn có thể nhìn thấy cái bụng của người ta to hơn, to như bụng bà đẻ ấy, là do uống quá nhiều bia. Và không chỉ khiến cho việc giảm cân không thành, tăng cân, tăng tăng cái lượng chất béo không tốt cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cái việc
tham gia giao thông nữa. Khi mà mình uống rượu bia vào xong rồi tham gia giao thông lái xe thì rất là nguy hiểm, sẽ làm ảnh hưởng đến chính mình, không chỉ làm ảnh hưởng đến chính bản thân của mình mà còn làm ảnh hưởng đến những người khác nữa. Các bạn có thể thấy là một ngày thì có rất là nhiều những vụ tai nạn giao thông xảy ra và nguyên nhân chính là do rượu bia gây lên. Mình hy vọng là từ cái chia sẻ mà mình vừa nêu ra về các cái thói quen xấu giúp cho chúng ta không thể giảm cân được, thì các bạn có thể rút ra những cái kinh nghiệm riêng cho mình, thực hiện những cái thói quen tốt hơn và loại bỏ những cái thói quen xấu để cho sức khỏe của chúng ta được đảm bảo. Và nếu như bạn đang muốn sở hữu một cái body đẹp hay là một cái sức khỏe tốt thì các bạn nên bỏ những cái thói quen xấu mà mình vừa nêu ra. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.